Thưa quý vị, sau 9 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm, đồng thuận và quyết tâm cao của tất cả đại biểu, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 đã bế mạc vào chiều nay 28 tháng 7. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, kỳ họp thứ nhất đã hai lần rút gọn thời gian tổ chức với tổng cộng 8 ngày so với kế hoạch ban đầu để các bộ ngành địa phương dồn sức cho công tác phòng chống dịch. Kỳ họp thứ nhất đặt nền móng cho hoạt động của Quốc hội khóa 15. Dù rút ngắn thời gian xuống chỉ còn 9 ngày, nhưng các nội dung chương trình làm việc vẫn đảm bảo chất lượng, đảm bảo quy trình chặt chẽ, đầy đủ, đúng hiến pháp và pháp luật. Diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 phức tạp, kỳ họp đã được văn phòng Quốc hội chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chu đáo, đồng thời đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Theo đánh giá của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, bên cạnh công tác dân sự, Quốc hội đã xem xét quyết định rất nhiều nội dung quan trọng, được đông đảo đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước đồng tình ủng hộ, như kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025, kế hoạch tài chính trung hạn, kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch sử dụng đất, chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt, để tạo khung pháp lý cho chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ động linh hoạt hơn trong công tác chỉ đạo điều hành phòng chống dịch COVID-19 với phương châm chống dịch như chống giặc. Quốc hội đã bổ sung vào chương trình làm việc tại kỳ họp này nghị quyết chung về công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong đó có quy định về những giải pháp về pháp luật quyết liệt cấp bách phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, qua đó chuyển tải đến nhân dân, cử tri cả nước thông điệp mạnh mẽ của Quốc hội, của Chính phủ về quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Quốc hội kêu gọi đồng bào, chiến sĩ, cử tri cả nước, các doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể, đồng bào ta ở nước ngoài phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, đồng hành, tin tưởng, ủng hộ, chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tập trung thời gian, nguồn lực và công sức để kiểm soát cho bằng được dịch bệnh COVID-19, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, an toàn của nhân dân, trật tự, an ninh và an toàn xã hội.